nối tiếp chương trình sau đây là một giọng ca quen thuộc với giai điệu dịu dàng sâu lắng trong nỗi nhớ khắc khoải mong chờ của người con gái quê hương, với người chiến sĩ nơi đảo Trường Sa. Đồng chí Minh Huyền sẽ gửi tới các đồng chí bài hát gần lòng Trường Sa của nhạc sĩ Quỳnh Minh Sương.